này đợt trước tôi thấy cũng có ảnh gọi là tập gym giềng đồ đấy, xong rồi đi lên cả một ông béo tốt. Ông béo bảo kê cho ông gầy. Thế đó, mày thử đánh bạn tao xem. Ame thì thôi đấy, đúng đẹp trai luôn. Và Elder Titan dành cho bên phía của LGD. Đó là con Elder Titan vị trí sắp 4 trong tay Shin Quy. Trong cái đó CL8 sẽ cần lát sắc đi mid Innocent, Vegan Full Spirit và Kling sẽ trong tay của Ame. Nhưng mà lại đương nhiên thôi, Phết Biển sẽ là người cầm săn King. Phía bên kia thì S4 có cho mình mát tất nhiên rồi, Nico Baby, Medusa, Handscan, Dark Willow cũng như Lim với Bad Rider. FNG sẽ là người chơi săn 5 với cả một con Winter Wyvern. Xét về đội hình thì tôi thấy là bên phía của team LD thì có nhiều thứ đáng xem hơn ở cái meta này. Có cờ Linh, có VS, thêm một con Elder Titan ở vị trí sắp số 4 cũng là ok. Setup rất là ổn. Nhìn team này thì Disable là dồi dào, ổn định. Về phần của Alliance thì họ đang đánh một class 4, 4 người đi đánh nhau và để cho Medusa của Nico Baby có khoảng trống để mà farm. Medusa đi với cả Winter Wyvern à? Ổn thôi, một cái lane hai tay dài. Bên kia thì là Sen King cả ET, hai con tay ngắn, nên khả năng cao là Medusa sẽ là đi lane farm được, không vấn đề gì. Meta mới, LGD thì thú thật giải đấu này thì họ cũng gọi là mình nghĩ là tham gia cũng để test tiểng mấy con tướng mới phục vụ cho TI Có thôi. môi trường gọi là Tập luyện tí, tập luyện một tí thôi. quen Các cả team mình thời tiết khí hậu bên EU một tí. Chờ TI chứ giải này thì mấy team mà có vé đi TI thì họ cũng không quá là muốn chai hát lắm đâu. Họ sẽ là một giải để coi như là trên và nghiên cứu về cái meta mới là chính. Để xem con cờ Linh thì sẽ tăng kill như nào. Tôi nghĩ là cờ Linh bây giờ thì mắc một đi farm nhỉ. Có stack dừng farm rất là nhanh. Bật tiếng in game luôn cho anh em. Hôm nay thì ESL làm ăn tử rồi tế đâu rồi. đâu phải Vào game phát là tắt tiếng cắt tơ nước ngoài luôn, hợp lý. À cắt chỉnh lại này. Anh đang là âm 52 51 nhanh quá, đang ở 44 cơ, xuống 44 bảo 44 em 44 à 44 này. Ok. ok à. Đang ở 40 39 38. Chuẩn chưa? Ok rồi, em vẫn nhanh hơn 1 giây để em pause 1 giây này. Ờ, tao lại 1. cho nó cân đi. Ok. À, 30. Bao nhiêu rồi? Ok à. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. À, trước khi đến cả trận đấu thì anh em like cho cái nhỉ. Bây giờ đang được tầm khoảng độ gần 700 anh em rồi, thì anh em like cho cái lên khoảng độ 300 đi để chúng ta bước vào trận đấu này. Chuẩn bị tranh chấp ở rune này. Mà thấy một con Sen King ở đây thì Winter Wyvern cả Medu thì tôi nghĩ là thôi. Chứ đi ra thì lại ăn một stun thì mới vẫn là dẹo. Hợp lý, nhả thôi. FNG anh ta hóa lên cho mình cái Arctic Burn để harass Sen King. Cũng không có ý định di chuyển vào để cướp. Cướp thì chắc là chết mất. Mid thì sẽ là kèo đấu giữa Lim với cả CL8. Thật sự là mình không nghĩ đây là một cái kèo đấu mà chúng ta quá mong đợi đúng không? Kèo đấu giữa Nothing to Say với cả Lim đi thì nghe nó còn hấp dẫn hơn. Nhưng mà thôi thì tiểu CL8 bát đánh cũng được. cũng được, CL8 anh nghĩ đánh cũng được. Rồi anh em khoa Nguyễn Tuấn cho kèo 20 50k, cảm ơn anh em nhé. Thank you người anh em Quang Nguyễn Tuấn. Lim vừa lát hit trượt con tay dài rồi thì phải, nó không nhầm. Lane này thì CL8 cũng phải cần cẩn thận một tí, dính khoảng độ 2-3 chặc dầu thì cũng nên lùi lại. Thế bây giờ với việc là Lim mới level 2 thì chắc là chưa, bình tĩnh. Nhưng mà đang bị đẩy một big wave vào trụ là mệt đấy. Bây giờ Badrider có thể chạy theo cái wave grip này và đốt lửa, fire fly để solo kill. Rồi bot Handscan đang harass rất đau vào người Innocent. Mất bình máu to rồi. Trên này Nico Nicole bị ít máu quá nhở, chắc chắn là đã bị harass rất là nhiều vào từ vị trí của Phết Biển. Anh ta cũng chỉ có một chấm máu mà thôi, tăng cho mình sớm một điểm Budo Strike tới từ vị trí của Phết Biển và cũng đang bị đuổi về rồi. Dưới này thì sao đây, first blood là dành cho Handscan trong một ngày mà S4 đang duy trì được một cái trạng thái có thể nói là khá tươi tỉnh, thì có vẻ như họ đang làm tốt.
Dark Willow với cả Mask được. Chỉ cần Dark Willow sử dụng bụi hoa hồng với Mask có thể khiến đối phương bị dẫm vào hai bụi thôi, rất nhiều đam rồi. Phi giáo hoặc là vẩy khiên rất nhiều đam. Siêu 8 thì đi stack bãi nhỏ luôn, nhưng mà cần phải để ý nhá, bởi vì nếu mà stack bãi nhỏ mà hơi lộ thì một hero như kiểu Bad Rider có thể vào cướp rất dễ dàng. Siêu 8 thì chưa quyết định là lấy cho mình cái Dune Water ở trên top mà quay trở lại land trước. Cảm giác là đi land thì đi ra hơn một tí thôi. Trên này thì Sen King có cho mình 7 creep, trong khi đó Medusa là 9. Trước đó thì cũng harass được vào người Medusa, nhưng mà một bình máu to là xong thôi. Một cái land hai tay dài thì sẽ là dễ thở. Dưới này VS nằm xuống một lần, nhưng mà Ame thì đang farm free. Thì ra Ame quá thoải mái luôn. Hướng thẳng tới cho mình đó là power treat rồi. Một giơ khiên nhưng mà đáp bắn vẫn đau nhỉ. Hai điểm vào đau thật sự cái... luôn. Cái đấy là cái gì? Searing Arrow. Burning Arrow à? Searing Arrow rồi nhỉ? Searing Arrow. Đúng nhỉ? Không nhớ lắm, anh em trên kênh có thể confirm lại mình. Thật ra cũng lâu lắm không đụng vào con Kling này rồi. Searing Arrow. Chẳng đúng rồi. Kling đi lên khỏi. Con này được cái là lát hit với cả harass đau. Có chiêu 2 sử dụng để harass hay lát hit rất là dễ. Deny kém thôi chứ lát hit thì deny kém với cả mana pool không quá nhiều thôi, chứ còn thực sự thì đi lên cảm giác vẫn là ok. Đi với cả những hero melee như kiểu là Mask này cảm giác bắn rất là sướng, đã. Cái chat tôi lag hay sao mà không thấy ai chat gì nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Phải ép 5 lại anh em ạ. Đau nhá. Giận ngủ thì là trượt rồi. Con gà chết. Ok, CQ xử lý hơi lỗi. Đào được một con gà. Trong Pico Baby vẫn đang khá là ok đó, với 19 chỉ số last hit thì bây giờ cực kỳ là an toàn rồi. Nhưng trong khi đó ở đây thì FNG không được thoải mái như thế. CQ đấm rất là đau. Nhưng Buro Strike thì không còn trên ngờ phép biển nữa. Để họ muốn dí vào, FNG bật cả stick, cả verify lên. Nhưng CQ giấc ngủ này thì là đi rồi. Chắc chắn là first, không chính xác hơn là cái mạng đầu tiên dành cho LGD sẽ là cái mạng của anh chàng FNG nằm xuống. Đó là mạng bị chịu CQ. Có mạng TP về luôn. Tuần này thì dậm ngủ đã là thành công. Nếu pha đấy dậm ngủ trượt thì sẽ là không có mạng. Lúc đấy thì cái Q của con Winter Wyvern sẽ cooldown xong. Cái land mà Sand King cả giác thoải mái quá. Thậm chí kéo cả clip đối phương vào rừng để farm được nhiều hơn. 30 lát hit top 1 bản đồ luôn. Kéo beat này thì Ledrack đang bị thua thiệt so với cả một con Bad Rider. Dưới bot có mạng không? Không được rồi. Đã phi giáo thành công để S4 có thể bảo vệ được cho một con Dark Willow của Haskell lùi về. Đi land thì bên phía của team LGD ở dưới bot cũng như ở trên top thì đang nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà ở mid thì Ledrack của CL8 đang thua so với cả Lim. S4 đang khá thấp máu rồi kìa. Vẫn văn với tới từ vị trí Ame và thực sự phải nói là rất khổ tới từ Mask trong tay của S4 đấy. Kèo á, đâu? Tôi vừa bị lag mà anh em thấy. Ở mid có xích cổ lại rồi và CL8 rất đau. Và CL8 vẫn cố gắng kích hoạt cho mình, đó là cái stick lên. Và anh ta thoát được trong tình huống này không? 4 chặc dầu rồi, sử dụng TP. Và Lim cũng biết là mình không còn gì để làm nữa ngoài việc là tiếp tục farm mà thôi. Chưa thấy đâu à? Trời đâu rồi ấy? Tôi chẳng thấy đâu anh em ạ. Kèo gì ấy? Thôi quay trở lại trận đấu khi mà đang tập trung này. Fabian đã có cho mình một cái ring hồi máu. Từ từ anh ạ, em hiểu cái vấn đề ở đây là gì rồi. Kèo tự ra đúng không? 10 mạng gục đầu tiên dành cho Lion. Đấy, được chưa? Ok, theo tôi Toby đi. Nó khó luôn. Ở đây thì có đẩy về được bằng một cái bom xăng mà Lim muốn dí theo. Có thêm cả cái ngủ nữa và Lim né được. Đây chắc chắn là cái mạng nằm xuống tới từ vị trí của Innocent rồi. Và cái mạng này nó dành cho vị trí của Hanscan. 2-1. Một con Bad Rider bắt đầu đi roam gank nhiều.
Trong cái đó CO8 thì sao? Mới có một điểm Diabolic Edict à? Thế thì chưa đi boost được nhỉ? Trong này đang dùng cả những con đệ để có thể stack 2 cam liền. Và sẽ dùng cái Firefly và ăn luôn thôi. Ở đây tôi thấy CQ có mặt để phá rồi. Đẩy bóng vào, phá pull, chính xác phá stack cũng như là sẽ có đam. Bóng kéo về thì CQ cũng sẽ có rất nhiều đam. CL8 di chuyển vào đây rồi, đây sẽ là một cái combat nổ ra trong công cuộc cướp stack mà thôi. Dựng tường lên, vâng, S4 phi giáo rất chuẩn và Firefly. CL8 không thể săn chúng và chắc chắn là CL8 phải nằm rồi. Innocent cũng sẽ bỏ lại mạng ở đây thôi, nhưng vấn đề là anh ta nằm xuống dưới tay của ai thôi. Đó là cái mạng này vị trí của Lim. S4 được đắm tủ lại lại, Clink cố gắng bắn nhưng mà cái lát su này nó sẽ khiến cho vị trí của Ame phải trả giá. Và Ame đi rồi, bị săn 4 giây, thêm một vẩy khiên nữa và đó là cái mạng của FNG. Clink bắn chia một nhìn vui phết anh em ạ, nhưng mà nó lại trượt. Cố gắng cướp stack của đối phương, nhưng vậy là không đủ người. Mới đầu là cặp đôi support, sau đó thì là Leftrack mới di chuyển đến, và cuối cùng thì là Clink. Không, tôi thấy ở đây là CO8 là có mặt luôn. Nhưng mà có lẽ cái đấu trường nó đẹp quá nhỉ. Cái đấu trường vẽ quá đấu trường nó lại là uy tín luôn. S4 thi đấu không đúng phong độ này thì chết. Ireland thì anh em biết rồi, là một trong những đội tuyển được đặt cái danh hiệu là online chúa. VP Ireland, hai đội tuyển đấy là đúng là online chúa. Ở đây cũng là giải đấu đang đánh online. Ireland cũng đang đánh rất là căng trước LED. LED thì họ mới phải di chuyển sang EU, rồi thì mất cả mid player nữa, CO8 phải đánh thay. Nên là trông thi đấu nó vẫn đang hơi chật choạc. Mới đào ra được một cái đầu lợn tới từ vị trí của Medusa rồi. Cả hai bên cũng đào ra cho mình những món item có thể nói là tier 1 mà thôi. Không biết là anh Hiếu nghĩ sao về những cái món item tier 1 ở thời hiện tại nhỉ? Với tôi online thì nó phải là ngồi trên bootcam, hai team ngồi cạnh nhau, có khán giả hầu hết thì mới là online. Mỗi team ngồi một phòng thì với tôi nó vẫn là online. Mấy đồ rừng thì anh mấy cái món tier 1 mới thì cũng vui, có cái nhảy ngựa với cả cái biến gà bản thân để chạy nhanh. Cái biến gà bản thân thì anh đánh giá là khỏe. Cái đấy nó còn impact hơn cả cái cây cũ ấy, cái Heaven Woodchi đấy. Cái đấy là cũng cộng stat trồng cây, nhưng mà bây giờ biến gà chạy, chính xác biến thành con lợn thêm 10 tốc chạy, nó còn impact hơn, khỏe hơn luôn đấy. Đồ tier 1 bây giờ có rất nhiều cái món đồ mà thậm chí là nó có nhiều tác dụng hơn lại mọi item tier 2, tier 3 luôn. Thậm chí là có thể giữ được đến giai đoạn tier 4. Bây giờ thì có nhiều lựa chọn lắm, bởi vì nhiều đồ dừng hơn. Nào, ulti ra được không? Không dựng đủ đam luôn. Epicenter nhưng không thể kết thúc được vị trí S4. Mở đớt lên nhưng phết yên. Cùng với đó là vị trí S4 đang cố gắng cạnh tranh. Và có vẻ như là S4 sẽ phải nằm lại ở đây thôi. Hai mạng bỏ lại tới từ Handscan như S4. Và đó là cặp đôi CL8 phết yên, mỗi người có chung một mạng. 5-3 rồi. Vẫn đủ đam khi mà Ledrax của CL8 có mặt. Cảm ơn Bảo Dương Trần nhá. Bảo Dương Trần Erlion hả em? 100k Erlion thì anh nghĩ là cũng ok. Ban nãy thì tôi vừa xem lại cái ảnh của Nico Baby từ TI9. Đợt đấy thì đang đánh cho team Mieski. Ok. Farm 1 đấy. Con Clink bây giờ mắc 1 farm bao phê luôn. CO8 thì tôi nghĩ là cái lối chơi Ledrax bây giờ thì là lên thẳng cho mình một cái Eternal Shroud. Eternal Shroud sau đó là Bloodstone thôi. Vừa tăng vừa nhiều đam. Ok, người anh em Bảo Dương Trần ơi, trả kèo được đấy. 15-3 nhanh thế. 5-3 và lại nhanh thế nhở. Rõ ràng là bên phía của team LED đang là người dẫn network đi không nhiều. Còn của Linh anh em thấy không? Một turn là cũng gần xong quay grid rồi. Lên búa set, farm rất nhanh. Clink bây giờ farm ổn luôn. Ui, bãi stack này cho Clink vào bắn. Ủa? Này. Có búa set rồi. Ăn bãi nhỏ trước. Ok, bãi ăn trước. Clip đi đã. Nào, búa set đâu? Búa set ra. Đợi búa set, đợi búa set. Đây rồi, có rồi. Bắn thôi. Đợi một đường thẳng. Một hàng dọc. Wow. Ui, Shiba. Những con bé thì là nửa máu. Tức là chỉ cần hai turn là mấy con bé là đi hết. Để bãi sở tách anh thấy ở đây là có ba con rồng to, một con golem to, hai con golem to và một con khủng long. Bãi 3, 2, 1, bãi 6 á. Sở tách một bãi Edson 6.
Dã Nhưng man mà thế con Blink nó ăn cũng rất nhanh. Cũng nhanh cơ. Được thế nhở? Cảm ơn bạn ơn Trần nhá, lại 100k này. Thích thì cho kèo ạ. Được em thích cho kèo thì anh. Đó, anh cả Tommy vui quá luôn. Bãi tiếp tục gọi là vừa ăn vừa stack thêm bãi nữa. Đúng là mè, thật sự nhìn đã cái con mắt thật. Rồi đây. Ba turn skill đi hết. Nếu mà là ở meta trước thì một con cờ linh không bao giờ có tuổi farm ở Medusa. Làm gì có chiêu gì gọi là farm quái đâu. Nhưng bây giờ cái meta này thì có cái quy mới. Farm rừng rất nhanh. Network thậm chí bây giờ vượt hơn cả Medusa rồi. Con này bây giờ mà có crit vào thì là thôi đấy. Quấn, quấn đấy anh em ạ. Farm nó đã luôn. Thế xô các kiểu vào là cũng là mượt luôn. Quan trọng nó khỏe hơn con Drow ở cái chỗ là nó xuyên hết cả mục tiêu anh em ạ. Nó không bị như Drow bị dừng mục tiêu. Mỗi cái có một cái điểm mạnh riêng anh em ạ. Drow thì được cái là bắn lan. Con này chỉ bắn theo đường thẳng thôi. Cũng có sở tách dành cho Medusa. Chân á? Bảo dưới chân, bảo là chân gì hả em? Chân gà dạo đây thì anh nghĩ là đang dịch dã này. Thôi cũng nên hạn chế. Khi nào hết dịch thì đi ăn sau. Game đấu đang sôi động thì tự nhiên lại chậm lại rồi anh em ạ. Hai team tập trung vào cái việc farm. Alien đang dẫn trước 2 kill thôi, 5-3. Network thì là cân. Cái này thì bắn được 6 hit. Chiêu 1 bắn được 6 hit. Tốc độ bắn rất là nhanh. Đang lên đồ hiệu ứng đến từ Ame thôi. Sau khi có đồng land thì đang hướng đến cho mình đó là ai? Radiant's middle tower is under attack. À chán à, anh biết đâu, em không giấu à, không có giấu, anh tưởng là chân hay là chan chỉnh gì đấy. Dịch dã này thì ai chẳng chán em ơi. Nhưng mà có Dota xem là vui rồi. Tối làm tí Naraka không anh gánh. Vừa rồi anh vừa làm trận top 1 đó là easy luôn. Ơ nhưng mà trò đấy là như nào ấy anh hiểu? Trò đấy là bắt gì phiên bản kiếm hiệp thôi. Và quay lại trận đấu đã. Đi rồi. Cổ lại được, quét viên chắc chắn là đi rồi đi. Cứ thế đi vào hoa hồng rồi. Đó là bạn Hanscan. Mọi thứ, Lasu, Teroi, rồi cả Bethlehem nữa. Dùng mọi thứ để giết được cái con sen kinh này. Của T-Farm. Để mà bảo về late game, cờ linh cả Medu. Thì cờ linh tất nhiên, nếu mà dồn một mục tiêu thì sẽ là nhanh hơn Medusa. Nhưng mà Medusa thì được cái là có thể dồn nhiều người một lúc. Tàn vào, cố gắng dồn down vị trí của Lim, nhưng mà có một cái cut. Cũng như là cả bom xăng đẩy ra và họ đẩy lùi được vị trí của CL8. Nhưng Hanscan có mặt ở đây rồi. S4 và găm giáo không thể chuẩn xác hơn. Và chắc chắn là đây sẽ là cái mạng bỏ lại từ vị trí của anh chàng mang tên Hanscan. Còn CL8 vẫn đang cố gắng bỏ chạy. Nico đã tới rồi, thêm một mạng nữa dành cho vị trí của Nico Baby. Đẩy về với bom xăng nhưng chưa thể nào kết thúc được mục tiêu. Đó là vị trí của Innocent. Nhưng giờ thì phép biến đang tụ cho mình đó cái ultimate rồi. Câu giờ là tốt bằng việc sử dụng cho mình cái xẻng. Cờ link của anh chàng Ame đã xuất hiện. Và bây giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Nico nằm xuống mà thôi. Và đó là cái mạng tới từ Ame. Còn Tuấn Linh này đang tiếp tục quẩy được trong trận đấu này. Người bị xích lại ở đây là FNG. Thì anh ta cũng đã bỏ mạng lại cho MCQ rồi. Và S4 trông cũng rất khó nhưng mà anh ta đang cố gắng lùi về. Blink được về thì tức là sống rồi. Ở trận đấu này thì tôi thấy S4 lại là người đang đánh rất hay bên phía Timberland. Một combat hơi tham lam quá. Nếu dừng lại ở việc giết Ledrack và không tiếp tục chơi đuổi vào vị trí của VS thì Erlen họ đã có lãi rồi, nhưng không, họ dí quá, họ bị phản ganh. Cảm giác là cờ linh bắt đầu bắn đau ra. Lên ai hợp lý không nhỉ? Ai thì sẽ có sờ lâu và sẽ giúp cho cái con cờ linh này bắn đối phương đủ những cái hit của chiêu 1. Ngon đấy. Em thấy là cũng được mà, bởi vì là cái skill 1 này có attack modifier. Blink cũng có dành cho Sun King rồi này. Một Sun King có thể nói là cũng rất là giàu. Chưa lấy được visa. Đủ anh em update tin tức một tí. Giờ gì đánh từ hôm qua rồi. Ngày nào cũng có anh em hỏi. Anh em biết rồi, đang dịch dã như này.
ông nó tính xây thì ông có phải ở Trung Quốc đâu, ông ở Mã Lai hay sao ấy, ông chưa xin được visa thôi. Tiểu 8 săn ghe trước á, điện thoại tôi tinh tinh này. À đây rồi, bản dương chân 50k, cảm ơn em nhá. Ok, tới quẩy tí đấy. Nadaka tầm này. Ui. Quẩn lắm anh em ạ, thấy Miu Sa chơi kinh. Miu Sa chơi kinh lắm luôn Tommy ạ. Được anh ơi, luyện em ngày chơi chục tiếng. Không nghiện bộ môn kiếm hiệp lắm, thành ra nhìn không khoái. Tôi thích bắn nhau thôi anh em ạ. Nào, đang sờ mốc. Tớt lên, phết biển lộ vị trí Blink đi, nhưng mà hai người còn lại thích khác. Găm dao rất chuẩn tới được vị trí S4, cái combo mask cùng với cả đó là con Dark Willow này, đó là chuẩn chỉ stun được lại bằng đó là cái ultimate tới từ Medusa và chắc chắn là kia 8 chết rồi. Kìa. Đây sao đây, Clink bắn vào hư bắn gì đây? Vẫn đến bị xích lại. Nhưng bây giờ thì sao đây, Innocent cũng đang rất thấp máu, Nikobi vẫn đang bắn được và để xem ai mới là người phải bỏ mạng lại. S4 găm dao quá chuẩn. S4 được đóng tủ lạnh lại, chắc chắn anh ta sống, nhưng vết biển thì có nằm xuống hay không đây. Double kill Elim rồi, cố gắng bắn tới Dame nhưng ăn ngay cho mình cái curse crown. Rồi Dame bị dí vào, có bét lầm ra và giờ Dame nửa máu rồi, 1/3 và bây giờ chắc chắn là phải nằm xuống thôi. Găm giáo nó là siêu khủng khiếp tới vị trí S4, em không triệt cái giáo nào. Ai nhở S4 hồi xuân à, một cái đấu mà S4 đánh quá hay anh em ạ. Cái gì vậy, mở con bắt chuẩn chỉ phi giáo thì không trượt cái nào. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đừng nói với tôi là ơ lên vô địch TI năm nay thì S4 đánh sợ thế. S4 bật aimbot chắc. Trong khi đó thì Ame tôi không hiểu là anh ta bắn cái gì. Đấu trường đôi, fear đẹp. Nhìn S4 này, thấy máu mình bắt đầu dấu hiệu nguy hiểm là dịch ra một tí. Sau đó quay lại, tên này lại một giáo vào đầu của Fabian. Ame thì thôi anh em đừng để ý, đừng để ý Ame. Không ai nhìn thấy gì cả, làm gì có Ame có bắt này, có ai thấy đâu. Chả Ame thấy gì cả. Lần đầu tiên dùng Q trượt, lần thứ hai dùng Q thì vào người một con mask đang có tủ lạnh, nghĩa là không có đam. Sau đó thì là chết. S4 hỏng rồi, hỏng rồi. Hóa ra cả năm nay S4 gọi là giấu đi thôi. Anh ta giữ Fortune lại chắc. S4 tune cái phong độ của mình để gọi là vào TI thì quẩy. Đánh căng thật sự. Không, S4 đánh sai phong độ thì thôi đấy. Bật tool này à? Chắc chắn là bật tool. Phi giáo chỉ trung. Ông ấy di chuyển giật giật khó chịu lắm, chắc chắn tool. Câu của rất nhiều những gọi là player. Thú thật thì Sen King anh cũng không hiểu sao tự nhiên ông Sen King ông lại tool cái gì. Ông ấy hoảng quá hay sao ấy. Thấy các con mắt bật đớt là Sen King hoảng quá rồi tool chạy đi. Học rồi, bao đi game. Chắc chỉnh sửa lại bàn phím chuột rồi. Nóng thì cởi cái áo ra. Khổ. Áo LGD màu này anh không thích. Màu này không quấn mạng. Ủa, đúng rồi, ăn bao rồi nhá. Quay trở lại màn hình game đi. Đồ rừng thì có nhảy ngựa, cả hai bên đều có. S4 thì có thêm cả cái tự biến lợn bản thân chạy nó nhanh nữa. Mấy đồ rừng tier 1 2 thì chưa có gì ảnh hưởng quá nhiều đến game đấu. Cơ bản thôi. Đỉnh A dành cho Medu này, đẹp thế nhở. Lim đi farm trộm một cái bãi sách nhỏ của đối phương đã bị phát hiện ra. Có lẽ là không vấn đề gì với Lim đâu. Tầm này có run hết rồi thì sợ cái gì. Combat bây giờ early on mạnh lắm. Lim anh ta đã đủ BKB rồi. Wow. Có Epicenter được tung ra ở đây để nhắm vào vị trí của Hanscan. Nhưng Hanscan chưa nằm xuống TP. Nhưng mà đó là cái lực đam tới từ Phết Điền đủ để kết thúc đi Hanscan. Cái bão rất nhiều đam bằng cái Storm này. Mắc điểm rồi. Clink farm bây giờ mượt nhờ. Meta trước anh em biết rồi. À. Phải đứng bắn từng con clip một. Bây giờ thì một quy là xong. Nhanh nhẹ. Thua combat nhưng mà Ame vẫn đang là người có cho mình top 1 network. Sau đó thì mới là Medusa. Bad Rider của Lim thì farm rất nhanh với việc là có giày bay. Đồ rừng bây giờ mỗi tia có tận 5 món cơ, tha hồ chọn. Nhận máu này.
rồi thì cả Ring A. Cờ Linh thì quyết định cầm cho mình cái Vambrey. Bên này thì cũng quất roi, nhận máu cho Bát thì làm Bát tăng hơn rất nhiều. Đã BKB, bây giờ còn nhận máu. Bây giờ anh ta sẽ tự tin tràn vào để có thể Lassu. Nên nhớ là đối phương cũng là VS, nên là dùng Lassu cũng phải để ý một tí. Một swap thì là mất luôn. Cờ Linh đã hoàn thành xong cho mình đó là ai. Chỗ này thì có tranh chấp, cái rune Xịn và Senking là người ăn được, cái rune Arcane. Chúng rất đông người ở đây và có lẽ họ định thực hiện tình huống smoke và chính xác là như vậy rồi. Hướng di chuyển là hướng tới khu vực dưới bot, nhưng mà vấn đề là các thành viên ở lên thì họ đang kẹp chéo cho nhau. Có ai thành Medusa ở đây và phía GLGD vẫn không hề hay biết. Bên phía Alien họ cũng smoke luôn, nhưng có vẻ là pha smoke này là lộ rồi. Biết rằng là con Kling ở gần đây nhưng mà nhìn con Medusa thì chán quá, không muốn vào. Nghe tiếng gọi là cũng rung rung đuôi rồi đấy. Không được rồi, lần này thì đã êm được chúng vào người của đó là Lim. Lim nằm xuống nhưng chắc chắn là Phết Biển cũng phải trả mạng thôi. Có thêm không đây, không, Phết Biển không chết, đúng là Aura 500 Growth thì không bao giờ mất cả. Và Phết Biển ở đây thậm chí còn xích cổ được lại cả S4 bỏ mạng lại rồi. Cớt là như một cái gì đó và FNG cũng nằm xuống luôn. Mất 3 và sẽ là mất cả Roshan. Một con Badrider không kịp bật BKB khi mà Senking ulti và stun vào. Câu Embray là không đủ, nhưng cái lượng đam phép là quá nhiều. VS Swat vẫn cứ là khéo. Đây, Lim hơi lì. Có câu Embray không đủ. Không biết là hình như là Winter Wyvern 3k7 tiền thì chắc là chưa có cho mình Holy Locket. Còn tờ này thì tưởng là chết rồi. Tommy phán như thật. Cuối cùng thì là thôi. Một swap luôn. Ring. Và một cái swap nó khiến cho tất cả mọi thứ chấm dứt. Mất 3, mất Roshan. Sau 10 kill thì mọi thứ nó đang thay đổi. Nó đang quay ngoắt 180 độ và nghiêng về bên phía của team LGD rồi. Nhìn con Kling bây giờ farm. Chiêu thì mất 70 mana. Xong rồi farm thì đấy. Nếu mà là Kling cũ anh em biết rồi, farm một bãi stack 2 action thì chắc là phải đứng đấy tầm khoảng 30 giây để bắn từng con một. Bây giờ bọp xong luôn. Nào, TV tủ lạnh uầy, cứu mình. Cái lượng đam gây ra bởi con Kling kìa. Nhưng mà rõ ràng là Medusa bây giờ bắn cũng đã bắt đầu đau. Bắt đầu díu rồi. Radiant's middle tower is under attack. Quyết định là không lấy đam mà lại lấy giảm cooldown của Skeleton Walk à? Anh ta có vẻ như đang định lấy cho mình chat chăng hả anh Hiếu? Khi đang thấy ở đây lấy Talon là giảm cooldown của Skeleton Walk. Ừ, lên chat thì sẽ là gọi ra những cái con Kling. Có thể ăn luôn con Kling đấy luôn được. Để mà tăng máu, tăng đam lên. Mà trước mắt thì cứ phải là BKB đã. Bây giờ thì Ame đang là đi lùa rồi. Lim thì sau khi có cho mình BKB thì đang hướng đến đó là Octadin Core thôi. Em sẽ lên Octadin Core. Đây rồi, có một pha stun trúng của người của S4 ở đây được đóng thủ lạnh lại nhưng cảm giác như vẫn sẽ là bất tỉnh thôi. Cớt vào một cái Lotus Orb và điều đó khiến cho FNG tự hủy tại đây. Và chắc chắn FNG sẽ nằm thôi, và S4 cũng vậy, nằm trên một đường thẳng để anh chàng Ame hoàn toàn có thể thoải mái bắn. Và cái tên tiếp theo thì đó là vị trí của Hanscan. Ba mạng gục dành cho đó là Ame. Sau 10 quá kill là khỏe rồi. Cất vào một cái Lotus để cố gắng cứu Mask của S4. Nhưng vậy là thành bóp. Bởi khi mà S4 tỉnh dậy thì anh ta lại chạy vào cái cất của Winter Wyvern để đấm con Winter Wyvern. Thì hai người đứng im tại chỗ để cho Kling bắn luôn. Nhanh thế nhở? Chỉ sau 10 điểm bóng đầu tiên của trận đấu thôi. Bây giờ 24 phút thì LED đã lên 2 round. Và cái trụ ba bên phía của Team Alliance ở mid này thì đã nằm xuống rồi. Rất nhanh. Đồng đội chưa sống dậy. Vẫn đang cố gắng ăn nốt crack này mới lùi về đến từ LED và có kịp hay không đây. Lim không có Blink. Anh ta chỉ có thể là bom xăng vào và kéo về thôi. Nào, vẫn đang bão cát để cho Ame kết thúc nốt crack này. Sau đó mới là lùi về. Rất tự tin đến từ LGD. Z
xem lại pha combat này, mọi người thấy đó là một cái tình huống mà vào combat rất tự tin rồi phết điền Lim, mặc dù rất là nhanh tay rồi. S4 với việc không có BKB thì phải chịu thôi. Phết điền này... chịu đã có mình Lotus off và buộc phải cut để cứu, nhưng S4 lại quyết định là di chuyển. Cut không hay bởi được. Vì bây giờ cut mà đối phương mà không bị ai đánh vào thì cái cut đấy chỉ là 2,5 giây thôi, nó cũng không đủ lâu để cứu ấy. Thật ra ấy là rõ ràng là Winter Wyvern anh ta cũng có thể sống được rồi, nhưng mà cái vấn đề là lại bỏ đi quả đấy, S4 lại di chuyển ngược lại, thế là thôi bỏ nên bỏ tuần đấy có lẽ là Mask sẽ đi rồi. Con Kling bây giờ nó đẩy len cũng là không kém ai đâu, đã gọi ra những con sương đến từ chat. Full đam luôn, sao ai để có giảm hồi máu và bắn làm chậm thì bây giờ đang hướng đến Dire Alert. Nhìn tắt vào đạp kìa, hai xỉa của cái Quy thì đã là xong với clip rồi. Cảm giác bây giờ khỏe lắm rồi đấy. Sát có xương, sát ra được xương đó. Và cái con xương đấy thì là dùng để ăn luôn. Nó nhiều máu, ăn luôn để lấy đam luôn. 120 đam. Wow. Cảm giác nhiều dã man đấy. Găm được giáo Ame về là, nhưng hãy nhớ rằng Ame đang có những ultimate. Chính xác hơn, nó đang có cho mình Aegis. Ở đây thì S4 đang bị bóng của Kling bắn vào và CL8 kết thúc đi, S4 mất rồi. Lượng đam tới thì phép biến là rất nhiều với Epicenter. Nhưng giờ thì sao đây, stun được Medusa thành công. Ame vẫn còn máu và phía được hai người. Lim đã là người phải nằm xuống rồi, dựng cho mình cái tường rất đẹp. Nhưng giờ đây Ame quay ngược trở lại để có thể bắn, nhưng nó không thể ra được đam khỏi cái lồng này. Và mất đi cho mình Aegis ở đây. Nhưng mà cái sàn tới thì vị trí CL8 đang là rất khỏe. Nó sẽ chờ đợi vị trí Ame di chuyển vào. Ame cùng với những đồng đội một lần nữa stun được vào người của Hanscan ở đây. Không phải là người kết thúc Hanscan, nhưng các thành viên bên phía OGD vẫn sẽ là những người kết thúc đi cho mình, là cái rack này mà thôi. Dạ biết tiếp nào, đối phương thiếu 2, trong khi đó LGD là còn nguyên đủ cả 5 người, vẫn có thể ăn nốt cái tên barack ở khu vực mid để hoàn thành hai cái set rack và sau đó là lùi về. S4 thì sau khi tôi cả Toby tăng bốc thì gãy luôn. Hiện quyết định. Có lẽ là anh em tôi không nên khen ai thật, khen gái thì là đi luôn. Bây giờ khen thử CL8, khen thử ấy. Anh nghĩ là bây giờ thì là hơi muộn rồi. Cơ bản là Ame to quá. Rồi xong, mất con gà đang chứa cái DCP của Dire Alert. Thế Medusa anh ta sẽ bị delay cái credit 2, chắc phải khoảng độ tầm 2 phút rưỡi. Phút 27, level cao, gà chết cũng rất lâu. Trắng 1.000 tiền trong vòng 2 phút rồi. Lại stack, lại farm, ui nó đã gì đâu, nó nhức hết cả cái nách luôn á. Đây thì sao đây, phết biệt chọc stun trượt rồi. Các thành viên của Allen đã sẵn sàng back up. Nhưng giờ thì Ame đang rất là xông xáo, buộc cho vị trí Unico AB mất đi cho mình. Đó là cái Manta rồi. Và nhìn cái sự khó chịu tới được con Lê Swap với cái chat của mình đi. Phết biển lại đang muốn chờ đợi và có vẻ như mục tiêu lần này của anh ta đó là Nico AB. Không nên vội, bình tĩnh đâu. Cẩn thận trong tiếng này. Và S4 ở đây sao đây, muốn sử dụng cho mình đó là ulti vào vị trí Ame á. Ame bắn rất đau, S4 chỉ còn lại một chút máu mà thôi, nhưng bên trong thì sao đây. Em và FNG thì FNG không thể tung ra cho mình cái ultimate được. Lotus Orb được kích hoạt lên, nhưng FNG ở đây đang dẫy và họ dẫy được rồi thì phết biển là người phải nằm xuống. Các thành viên đến bên phía Allen đang cố gắng để có thể turn around nhưng không thể nữa rồi. Khi mà ở đây thì Hansken cũng đã nằm xuống, phép biến cũng đã nằm xuống trong tình huống trước đó. Nhưng Nico AB đang được bắn, dominating dành cho vị trí của Sinqui, anh ta hạ của S4. Và giờ thì sao đây, Sickle lại được một người, đó là vị trí CL8 cố gắng bắn tới từ Ame. Nhưng Ame cảm thấy sự nguy hiểm của mình rồi, chắc chắn là sẽ sử dụng Skeleton Walk để có thể lùi về. Bên trong thì Hansken nằm xuống một lần nữa. Nico AB đang dẫy, có vô số cái lượng mana được búp về cho anh ta. Nhưng vấn đề là Nico AB có thể bắn chết được thêm ai không đây. Innocent là người bỏ mạng lại rồi, chỉ còn CL8 cùng có là Sinqui đang cố gắng bỏ chạy đi. Và giờ thì với việc là có cho mình cái bóng rất khó chịu hiệu gậy xanh, đang muốn cố gắng kết thúc nốt vị trí của Lim nhưng không thành công rồi. Rất cố gắng tận Innocent nhưng anh chàng này không thể làm gì được hơn. Hay rồi, một con VS có gậy xanh, có bóng để buy time và cho những người đồng đội lùi về. Giờ đấy Dark Willow cố gắng lắm đấy để dí vào, nhưng mà lúc đấy thì Dark Willow anh ta không còn ulti, không còn cái Bedlam để dồn đam vào Kling. Và Ame thì anh ta cảm thấy nguy hiểm thì sẽ là TP về sủi luôn. Với một con VS có gậy xanh backup thì vẫn là rất ổn. Cái lượng đam đầu ra của một con Kling với cả một con Medusa trong combat kìa. Cả hai chúng ta thấy đều là free hit đúng không? Nhưng mà 5.000 đam tới từ Kling.
là Rồi một cái cái gì đó đấy. con Medu này thì nó cần phải BKB nữa. Bây giờ thì cơ bản là bị mất rách sớm quá. Chứ thật sự thì nếu mà để cho Nico BB anh ta farm được thêm một chút nữa thì cũng không đến nỗi đâu. Cái chiếc Q này chủ yếu là để farm thôi, chứ bắn vào người thì nếu mà bắn vào người Medu không quá đau đâu. Bắn support thì là được, có swap này, lại là FNG, một game đấu mà Winter Wyvern thi đấu không hay. Các pha cớt không để làm gì. Bây giờ đi lẻ chết nữa. Cơ bản là Winter Wyvern cũng bị nớp rồi. Tôi nghĩ là nên bỏ con thường đi để FNG đánh con khác. Lợi thế đến từ hai rách, không có gì phải vội vàng cả. Tầm này nếu mà LGD họ có đánh chậm và chờ con Roshan tiếp theo thì cũng là được. Mà trước mắt thì cứ ăn cái trụ hai ở dưới boss đã rồi tính tiếp nhỉ. Bên phía Erlen họ đang muốn đép. Combat ở trụ này nếu mà ăn được đối phương thì còn tiếp tục, còn nếu không được thì là GG luôn. Và cái gì đây, êm vào vị trí của một con VS, nhưng con VS này đã có gậy xanh, cố gắng kết thúc nó đi. Nhưng giờ thì Innocent nằm xuống để lại cho mình một cái bóng, ngủ được hai người đây. Phết viên stun đôi và chắc chắn sẽ là tan vỡ đến từ bên phía đội hình của các thành viên bên phía Alliance mà thôi. Nicobi muốn dãy lắm đây, nhưng mà CL8 đang dí vào rất gần rồi và chắc chắn sẽ drop full kill cho anh ta. Buyback ra tới thì Nico em bé và Lim ở đây được đóng hòm lại đấy, nhưng mà đóng trong mình nguyên một cái quan tài luôn, nhưng không phải là một cái tủ lạnh. Triple kill dành cho Phết viên và có hết lẽ là rồi. trận đấu nó cũng là chỉ là chấm dứt tại đây rồi. Em vào một con VS cấu gậy xanh, anh ta chán chết không lắm nghĩ rồi gì đấy. cả. Đã là gì gì anh em ạ, bởi vì VS cấu gậy xanh thì chết con bóng vẫn sờ tăn, vẫn sờ quắc, làm mọi việc như bình thường. Nhìn xem đó, VS chết thì anh ta quan tâm đâu, anh ta vẫn đang đấm vào đầu FNG, vẫn sờ tăn các kiểu con đà điểu. Một công có lẽ chiến thuật bên phía của team LGD thì là hợp lý hơn. Cảm giác một game đấu mà CL8 không phải làm nhiều đâu. Tôi thấy con lách rách của CL8 thì cũng đi mid thì cũng là kém hơn so với Badrider. Ganh hiểng cũng không quá hay. Và cơ bản là có một con Kling được free farm, đồng đội làm hết. CL8 gọi là dạo chơi ở mid thôi. S4 thì thật sự là sau khi mà tôi cả WC, à chính xác là Tommy, tự nhiên WC ở đâu ra nhỉ? Không hiểu sao. Tự nhiên nhớ đến cái thằng đấy em ạ. Thầy thế. Tôi cả tôi bị khen cái là gậy luôn. Xem Biến mất chắc luôn em mà. mình Kiểu có kèo gì không nhỉ? Có ơ lên kèo cộng trụ của 4,5 bác kim sĩ ông Siêm. À, có kèo trụ bác sĩ Nguyễn Xuyên ạ. Đúng vậy, đã thấy Tinh Tinh gọi là Vietcombank đây rồi, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuyên nhá. Quả kèo chuẩn quá. 20 ALC là đi rồi này. Rồi quả kèo gọi là ALC được cộng kim thì cũng là đi luôn. em cho quả kèo 10 mạng ở cuộc đầu tiên, Alliance chết luôn. À nhầm, ăn Đâu luôn. ăn mà kéo Ăn đấy xong luôn, nhưng ăn gọn mà luôn. hôm nay không có em FA nữa à, chết rồi không có FA thì game sau vẫn như vậy 150k. Ok cảm ơn bác sĩ Viêm Xiêm nhá, vẫn là cái kèo trụ chiềng. Thôi bây giờ mình cả Toby xin phép anh em nghỉ ngơi trong vòng một vài phút và để cho anh em xem cái phần phân tích sau trận đấu của bên phía XL nhá, và khi nào game đấu có thì bọn mình sẽ quay trở lại để phục vụ anh em. Thật sự thì cái con cờ linh, cái meta mới này có rất nhiều thứ để xem, nhiều thứ mới. Chính xác là như vậy. Cô Tôn đi mid, rồi thì Lycan Beastmaster comeback, bây giờ cờ linh carry, rất nhiều thứ để xem của anh em ạ. Anh dự đoán ở lần á? Anh có đoán ở lần gì đâu, chẳng lẽ anh không đoán gì mà Khánh không? Lừa, anh đoán gì đâu. Anh em ngồi xem clip phí tí nha. Xong rồi mình cả Tommy sẽ quay trở lại ngay.
Lions versus PSG LGD goes the way of PSG LGD. And to be fair, if you were looking at the first 15 minutes ago of the game, you probably would have doubted that, considering PSG LGD failed a couple times invading Alliance's jungle. But eventually, the damage that Ame was able to wreck up on his Klings proved to be just too much. And some well-placed Lotus Orbs coming out from Faith Beyond, of course, as well, turning the tides. It was just not enough for Alliance to delay the game long enough for Nico Baby to come online with his Medusa, which was really the goal. Let's break this game down. Trigov, what did you make of this one? No, I mean, this Klings was exceptional. Like, the way in which he was able to farm the start of the game with his barrage, but then he entered into the game with just fighting with everyone else. Like, I love the fact that, you know, we questioned early on, like, is this Medusa going to be able to, you know, farm more efficiently, maybe play defense around the Mars and the Will of the Wyvern? But realistically, when you have, you know, Sand King and a Leshrac and all these type of heroes, then the Klings on top of that, it's just so much damage. So yeah, I like the fact that PSG, they cleaned up their act a little bit and they were just playing really methodical Dota. Yes, and we talked about that we saw PSG LGD yesterday and we were not really that impressed. We had higher expectations even with the stand-in. I feel like today we saw what they could become this tournament. Yeah, I think it was always going to be a question about warming up, right? Mm-hmm. I would be very surprised to see LGD just bomb out, get bottom two in the groups. That's kind of out of the question pretty much, but it's still possible, right? They're sure, now two sure, and three, sure. I think. And it was so only it one happen, game. But, it was and only it was one, one game. Game, but it was a much more structured and well-played series than the one we saw from, was it, what, did they play one series day one? Or was both series yesterday? I think they both played series yesterday. Both series yesterday. Yeah, they did not play the first so, tournament. Yeah, I think, first of all, they're coming with something fresh. The Sand King Klings opener was really cool. Mm-hmm. They seem to already have an understanding of some of the new hot stuff in the patch, which they didn't really bring in on their previous day. So it's a good sign. Yeah, the talk of the town of this game is obviously going to be the Klings. I think Faith Beyond was maybe the MVP of the game on Sand King, though. I think he did a really, really good job bridging the gap and making Ame look good. And yeah, I'm not really surprised with that. Faith Beyond, excellent player. Absolutely. And the talk of the town will indeed, as Sensei, be the Klings, because we don't see him that often. And Brian will talk to you more about that, Klings.
Thank you, Shiver. Today, I want to show you guys exactly what Ame did to make Klinks work so well. And it looks like once he gets that level 6, level 7 timing, full arrow barrage, as well as the ultimate available, he starts playing around the mid lane. And this is going to allow him to drag creeps into camps. And he does this all game, where he farms creep waves and creep camps with a single use of his first spell. And notice how he's also going to be spending this entire early game stacking his own Ancients, which is very unique for a carry. We see him at 9 minutes doing it. We see him at 10 minutes doing it again. And he's all building up for the time that he gets this Maelstrom. And once he gets this Maelstrom around the 11-minute mark, after stacking it one more time, now is the time to clear this Ancient stack. This is exactly what we have not been able to see out of Klinks in the past. As we fast forward through this, every use of his first spell, he's going to continuously bring down the stack, ends up using 3 of them, but it only takes about 45 seconds to clear a 6 stack of Ancients, which is crazy. By the 16 minute mark, he had farmed 10 camps of Ancients, which is insane if you compare that to heroes like Medusa and Sven, because in the past they were known for out farming him. But look at the net worths, 20 minutes into the game, Klinks out farming a Medusa. He has hit his Scotty timing, which allows PSGLGD to smoke up. And notice how Nico Baby has not quite gotten his yet. This is going to be the difference maker here, as LGD, both teams want to hit this Scotty timing, but they get the smoke off first, and this is going to allow them to get set up on the map in a superior position, as we see that we have already invaded the triangle and established a high ground. So this then, Nico Baby, not necessarily in the most ideal position. He has to push out this mid wave so that their smoke isn't super obvious. And this is going to be the fight that breaks open the game. And a lot of this, as much as it does come down to teamfight execution and LGD getting really good initiation here, comes down to the fact that the Klinks was able to hit his timing earlier than a Medusa. And up until 7.30, that's just something we've never seen before. Indeed, thank you very much. And Trigov, I'm just curious, because we talked about the draft. After the draft, we said Alliance had a slight edge in that draft. We thought they were gonna outperform PSGLGD this time around. Obviously, didn't happen. Do you feel like it was a drafting issue? A little bit of surprise by the Klinks and the damage that the Klinks put out? I think it was just a little bit of surprise of the fact that, you know, when Klinks comes into the